Chuyện sự tích con bìm bịp Sự tích con bìm bịp là chuyện cổ tích Việt Nam kể về chuyến đi qua Tây Phương tìm Phật của một ni cô mộ đạo và lý giải nguồn gốc của con bìm bịp ngày nay. 1. Ni cô và mẹ con mụ chăn Ngày xưa có một thiếu nữ con nhà khuê các không hiểu vì duyên cớ gì mà cạo đầu đi tu rồi lặn lội qua Tây Phương tìm Phật. Trải qua rừng sâu núi hiểm, thân gái một mình, nàng chịu biết bao gian nguy cực khổ thấy nàng mộ đạo đức thích ca hóa ra một người ăn xin để thử lòng nàng người ăn xin ấy nhờ nàng cho gói cơm khô duy nhất của nàng mang theo để ăn cho đỡ đói nàng cảm cảnh nghèo khổ của người ăn xin bèn niềm nở cho cả gói cơm khô của mình phật động lòng nên trước khi từ biệt có truyền cho nàng bốn câu kinh và dặn khi nào gặp tai nạn thì niệm lên tự nhiên sẽ gặp sự may mắn một hôm trời đã về chiều chân mệt mỏi nàng lạc vào khu rừng âm u bỗng trước mặt xuất hiện lờ mờ một ánh đèn trong túp lều tranh bên sườn vắng. Nàng hối hả rảo bước đến gõ cửa xin trọ lại qua đêm. Có tiếng lanh lành trong lều đưa ra, rồi tiếp đến tiếng cười giòn giã. Mụ chăn vốn hay ăn thịt người nên khi đánh hơi thấy nàng thì vội há nanh nhọn hoắt lên cười toan nuốt sống nàng. Nàng bèn niệm bốn câu kinh. Thiên la thần, địa la thần. Nhân ly nạn, nạn ly thân. Nhất thiết ta ương, hóa vi thần. Nam Mô A Di Đà Phật. Tức thì mụ chăn sợ hãi, đến trước mặt nàng mà năn nỉ. Liền đó, ở ngoài có tiếng gào thét làm rung chuyển cả núi rừng. Đó là con của mụ chăn sắp về. Cũng nghiền thịt như mẹ, chăn con vừa bước vào nhà đã đánh hơi mùi thịt. Khi thấy nàng núp trong buồng, chăn con lôi ra toan nuốt sống. Nàng nhắm mắt đọc kinh. Bỗng chăn con thấy ruột gan như bị cào xé tay chân rụng rời. Chăn con năn nỉ nàng, rồi sau khi nghe nàng thuyết pháp, chăn con muốn trục tội đầy dẫy của nó, bèn móc ruột lấy trái tim nhờ nàng đem đến dâng Phật rồi ngã lăn ra chết. Câu chuyện sự tích con bìm bịp. 2. Sự tích con bìm bịp. Sáng sau, nàng buộc quả tim vào gánh hành lý rồi nhằm hướng tây mà đi. Đi độ năm bảy ngày, quả tim sình lên mùi hôi thối, không chịu được, nàng bèn vứt nó vào bụi rậm. Qua nhiều ngày vất vả, Ni cô trông thấy trước mắt ánh sáng chói lòa trên nóc điện vàng xứ Phật. Mặc dầu gần đuối sức, Ni cô bước mau tới gần thành cực lạc. Đến cửa vào đất Phật, Ni cô đã kiệt sức đưa tay lên gõ cửa vẫn khép chặt. Gõ mạnh thì thấy một vị Bồ Tát hiện ra trước mặt hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng sinh lòng tưởng tới Phật mới xa xôi lặn lội tìm tới Tây Phương. Vậy chẳng hay dọc đường có ai nghĩ tới Phật nữa không? Ni cô bèn đem chuyện chăn con gửi trái tim mà kể lại. Bồ Tát bảo rằng cửa Phật chỉ mở cửa khi nào Ni cô đem đến trái tim đã hứa dâng cho Phật. Nghe vậy, Ni cô khóc nức nở, thưa rằng mình không còn sức để tìm trái tim đã vứt dọc đường. Bồ Tát nói rằng, nếu vậy ta sẽ ban cho con đôi cánh để bay cho khỏi mệt. Thế rồi Bồ Tát niệm một câu kinh, tức thì Ni cô biến thành một con chim. Cô gái đang đội mũ đen ni cô nên đầu hóa đen, mắt vừa khóc hóa đỏ, bộ quần áo nâu thành bộ màu đà. Từ đó con chim bay đi tìm trái tim, hết lùm nọ đến bụi kia, thỉnh thoảng lại than vãn, tội nghiệp. Tội nghiệp. Mà không bao giờ kiếm ra vật chăn con đã giao cho nàng dâng lên Phật. Do tiếng kêu của con chim màu đà, người ta đặt tên cho nó là bìm bịp.